Thưa quý vị, vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và 48 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kỳ họp nhằm thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó một nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư công và 3 nghị quyết thuộc đất đai. Sau đây xin chuyển đến quý vị trích tường thuật nội dung cuộc họp. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý đại biểu, dự kiến nội dung chi tiết của chương trình kỳ họp đã gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu về chương trình kỳ họp là bằng hình thức là giơ tay. Có đại biểu nào bổ sung hoặc thay đổi nội dung của chương trình kỳ họp hay không? Đại biểu nào thống nhất với chương trình kỳ họp đề nghị đại biểu cho biểu quyết ạ. Như vậy là 100% đại biểu tham dự kỳ họp thống nhất với chương trình kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn quý đại biểu. Tiếp theo chương trình, chủ tọa kỳ họp xin trân trọng kính mời ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên trình bày nội dung 4 cái tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực đất đai và đầu tư công trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành 4 nghị quyết, một nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công và 3 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Việc xây dựng tờ trình dự thảo nghị quyết đã được thực hiện theo đúng quy trình và được Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Tờ trình thứ nhất là tờ trình số 90 ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh như sau. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 69 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024. Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư công, điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Qua rà soát tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì đến nay có 5 dự án đủ điều kiện để bố trí vốn thực hiện khởi công mới hoặc bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2024, cụ thể như sau. Có 3 dự án đề nghị chuyển từ bồi thường giải phóng mặt bằng lên khởi công mới. Thứ nhất là dự án trụ sở Hải đội Dân quân Thường trực. Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 4332 ngày 26 tháng 11 năm 2021. Thành phố Vũng Tàu đã ban hành các quyết định bồi thường của cho 12 cá nhân và một tổ chức với kinh phí là 23 tỷ 9 trên số tổng kinh phí bồi thường là 30 tỷ. Sau khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng, số vốn còn lại của năm 2024 là 24 tỷ 952 triệu đảm bảo đủ điều kiện để khởi công mới. Dự án thứ hai là dự án công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại quyết định số 2565 ngày 12 tháng 10 năm 2023. Tổng diện tích đã bồi thường và thu hồi đến nay là 1 hectare 4 trên 1 hectare 8, đạt 81,93% diện tích phải thu hồi, đủ điều kiện để đảm bảo việc thi công khởi công dự án theo tiến độ của năm 2024. Tổng nhu cầu vốn bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án là 130 tỷ trên cái số vốn năm 2024 bố trí là 200 tỷ. Như vậy số vốn còn để tiếp tục thực hiện dự án là 70 tỷ, do đó là đủ cái điều kiện để bố trí là khởi công mới. Dự án thứ ba là dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải. Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 15686 ngày 5 tháng 7 năm 2023. Huyện Đất Đỏ đã hoàn thành công tác bồi thường phê duyệt giải phóng mặt bằng đợt 1 cho các hộ dân và tổ chức là 1,5 hectare trên 2 hectare, đạt 77,24% diện tích phải bồi thường và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4 2024.
Năm 2024, vốn đã bố trí là 21 tỷ, như vậy nhu cầu vốn để khởi công mới là 50 tỷ. Và số vốn này dự kiến sẽ được điều chuyển số vốn vô dư của tỉnh lộ 44A. Hai dự án đề nghị chuyển từ chuẩn bị đầu tư lên khởi công mới là dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối đường 44, tỉnh lộ 44 và các cầu trên tuyến. Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 946 ngày 10 tháng 4 năm 2024. Dự án thứ hai là dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994, đoạn từ cầu Sông Rây đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy. Dự án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định 947 ngày 10 tháng 4 năm 2024. Hai dự án này thì đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án và đủ điều kiện để bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết thứ nhất là điều chỉnh phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị quyết số 69 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau. Điều chỉnh 3 dự án gồm trụ sở Hải đội Dân quân Tự vệ thường trực, công viên tượng đài, nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải tại số thứ tự 1, 6 và 7, mục 5 thực hiện giải phóng mặt bằng sang mục 4 là khởi công mới. Điều chỉnh 2 dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối với đường 44B và các cầu trên tuyến, và dự án nâng cấp mở rộng đường 994, đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu, đoạn từ cầu Sông Rây đến khu du lịch Trung Thủy từ số thứ tự 67, mục 6 chuẩn bị đầu tư sang mục 5 thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Bố trí thêm vốn kế hoạch năm 2024 cho hai dự án để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng như sau. Dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối với đường tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến với số vốn là 120 tỷ. Dự án thứ hai là dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994, đoạn từ cầu Sông Rây đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy với số vốn là 120 tỷ từ cái nguồn dự phòng chưa phân bổ của năm 2024. Tờ trình thứ hai là tờ trình số 92 ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về danh mục thu hồi đất bổ sung để thực hiện các dự án trong năm 2024. Căn cứ khoản 3 điều 45 Luật Đất đai 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục điều chỉnh bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện dự án trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trong đó có hai dự án cần điều chỉnh diện tích thu hồi đất thuộc địa bàn Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ so với nghị quyết 07 và bổ sung diện tích đất thu hồi trong năm 2024 để thực hiện một dự án cụ thể như sau. Điều chỉnh diện tích tại phụ lục danh mục các công trình dự án có thu hồi đất bổ sung để thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh kèm theo nghị quyết 07 ngày 29 tháng 2 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hai dự án đăng ký mới tại địa bàn Xuyên Mộc và Đất Đỏ như sau. Điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu Sông Rây đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuyên Mộc với diện tích đất rừng đặc dụng từ 26,21 ha thành 16,64 ha và diện tích đất đất nghiệm còn lại là từ 3,1 ha thành 12,67 ha. Điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến, đoạn qua huyện Đất Đỏ với tổng diện tích là từ 58,67 ha thành là 58 ha. Bổ sung tổng diện tích thu hồi đất năm 2024 là 9,76 ha để thực hiện dự án đường Long Sơn Cái Mép. Trong đó diện tích đất thu hồi trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là 7,46 ha và diện tích đất thu hồi
trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là 2,3 ha. Tờ trình thứ ba là tờ trình số 91 ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ủy ban dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung để thực hiện các dự án trong năm 2024. Căn cứ điểm B khoảng 1 điều 58 Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 12 ngày 5 tháng 2 2024 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 44 về giá đất và Nghị định 10 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định về điều kiện tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư. Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, Ủy ban dân tỉnh kính trình Hội đồng dân tỉnh thông qua danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 3 dự án trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh, gồm có dự án đường Long Sơn Cái Mép, dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến, và dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu Sông Rây đến khu cao cấp Trung Thủy. Tổng diện tích cần chuyển mục đích là 43,87 ha, trong đó phân loại theo loại đất là chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 27,23 ha, chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng là 16,64 ha. Phân theo địa bàn hành chính, dự án đường Long Sơn Cái Mép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 9,76 ha, trong đó thành phố Vũng Tàu là 2,3 ha và thị xã Phú Mỹ là 7,46 ha. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 16,04 ha tại huyện Đất Đỏ. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu Sông Rây đến khu du lịch cao cấp Trung Thủy, huyện Xuyên Mộc, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ là 1,43 ha và chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng là 16,64 ha tại địa bàn huyện Xuyên Mộc. Hiện nay cả ba dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích khác tại các văn bản số 213, 210 và 209 ngày 29 tháng 3 2024. Cả ba dự án đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Tờ trình thứ tư là tờ trình số 83 ngày 9 tháng 4 năm 2024. Ủy ban dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng dân tỉnh ban hành hủy bỏ nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 28 ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban dân tỉnh tại tờ trình số 74 ngày 3 tháng 6 2020, Hội đồng dân tỉnh đã thông qua nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 28 ha tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên, theo báo cáo số 23 ngày 28 tháng 12 2023 của đoàn kiểm tra số 3 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực kết luận về việc Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 2020 là không đúng với thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hiện trạng khu đất 28 ha với mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ, hiện nay Ủy ban dân tỉnh vẫn đang giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, chưa thực hiện triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan về đấu giá quyền sử dụng đất, nên việc hủy bỏ nghị quyết số 29 sẽ không ảnh hưởng đến các thủ tục pháp lý có liên quan để sớm triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại thiếu sót theo nội dung và theo quy định và thẩm quyền. Ủy ban dân tỉnh kính trình Hội đồng dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết hủy bỏ nghị quyết số 29
ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 28 hectare tại xã Phước Thuận, huyện Xuân Mộc. Trên đây là 4 cái tờ trình. Thay mặt Ủy ban dân tỉnh kính trình quý vị đại biểu Hội đồng dân xem xét ban hành nghị quyết. Sau đây, chủ tọa kỳ họp xin kính mời ông Nguyễn Văn Đặng, trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các cái tờ trình. Đối với 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng dân tỉnh thông qua liên quan đến lĩnh vực đầu tư công và đất đai trình tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng dân tỉnh, Ban kinh tế ngân sách Hội đồng dân tỉnh trình bày tóm tắt kết quả thẩm tra như sau. 1. Đối với tờ trình số 90 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh về thẩm quyền căn cứ khoảng 7 điều 6 và khoảng 2 điều 53 Luật đầu tư công 2019. Việc Ủy ban dân tỉnh đề nghị Hội đồng dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 là đúng với quy định của pháp luật và thẩm quyền của Hội đồng dân tỉnh. Thứ hai, qua rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2024 được phê duyệt tại Nghị quyết số 69 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng dân tỉnh, đến thời điểm hiện nay có 3 dự án đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng đủ điều kiện thực hiện khởi công mới, 2 dự án đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư đủ điều kiện bố trí vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nguồn vốn đề nghị bố trí thêm cho 2 dự án để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là phù hợp với kế hoạch vốn đã dự kiến bố trí cho các cái dự án năm 2024 và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Do đó, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với nội dung tờ trình số 90 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau. 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết số 69 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau. Điều chỉnh 3 dự án tại các số thứ tự 1, 6, 7, 15 thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng sang 1, 4 khởi công mới, gồm dự án trụ sở Hải đội Dân quân Thường trực, dự án công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Bủ. Điều chỉnh 2 dự án tại các số thứ tự 6, 7 của 1, 4 chuẩn bị đầu tư sang 1 năm thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, gồm dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến thuộc huyện Đất Đỏ. Thứ hai là dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuân Mộc. Nội dung thứ hai là về bố trí thêm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho 2 dự án đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Một là dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến thuộc huyện Đất Đỏ. Số vốn bố trí thêm bằng với số vốn đã dự kiến bố trí thêm của dự án là 115 tỷ. Tổng vốn kế hoạch năm 2024 của dự án này sau khi bố trí thêm là 120 tỷ đồng. Thứ hai là dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuân Mộc. Số vốn bố trí thêm bằng với số vốn đã dự kiến bố trí thêm của dự án là 115 tỷ. Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của dự án sau khi bố trí thêm là 120 tỷ. Đối với tờ trình số 92 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục điều chỉnh bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Về thẩm quyền, theo quy định tại khoản 3 điều 45 Luật Đất đai năm 2013, được sửa đổi bổ sung tại điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cung cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 của luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua danh mục điều chỉnh bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh là đúng với thẩm quyền của Hội đồng dân tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh thống nhất với tờ trình số 92 của Ủy ban dân tỉnh cụ thể như sau. Điều chỉnh danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 07 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Hội đồng dân tỉnh đối với 2 dự án đăng ký mới tại địa bàn huyện Xuân Mộc và huyện Đất Đỏ. Tại huyện Xuân Mộc, điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy từ vị trí số 1 tiểu mục B
3. Phần B của phụ lục kèm theo nghị quyết số 07 đối với diện tích đất rừng đặc dụng là 26,21 thành 16,64 hectare và diện tích đất nông nghiệp từ 3,1 hectare thành 12,67 hectare. Thứ hai là huyện Đất Đỏ điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 94 từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến. Đối với diện tích thu hồi đất của dự án là 58,67 hectare thành 58 hectare. Thứ hai là thu hồi đất bổ sung năm 2024, 9,76 hectare để thực hiện dự án đường Long Sơn Cái Mép. Trong đó, đất thu hồi trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là 7,46 hectare và thành phố Vũng Tàu là 2,3 hectare. Đối với tờ trình số 91 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất rừng, phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư. Về thẩm quyền, tại điểm B khoảng 1 điều 58 luật đất đai năm 2013 quy định, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, thì cơ quan nhà nước thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 hectare đất lúa, 20 hectare đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Như vậy, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đúng với thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với tờ trình số 91 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cụ thể như sau: bổ sung diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng trong năm 2024 là 43,87 hectare, gồm 27,23 hectare đất rừng phòng hộ và 16,64 hectare đất rừng đặc dụng để thực hiện 3 dự án như sau. Một, dự án đường Long Sơn Cái Mép, trong đó thị xã Phú Mỹ là 7,46 hectare đất rừng phòng hộ và thành phố Vũng Tàu là 2,3 hectare đất rừng phòng hộ. Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 994 từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Rây, đoạn nhánh kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến thuộc huyện Đất Đỏ, với diện tích là 16,04 hectare đất rừng phòng hộ. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 từ cầu Sông Rây đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuyên Mộc, với diện tích là 1,43 hectare đất rừng phòng hộ và 16,64 hectare đất rừng đặc dụng. Đối với tờ trình số 83 ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 28 hectare đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân tỉnh thống nhất việc hủy bỏ nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Nhân tỉnh về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 28 hectare tại huyện Xuyên Mộc. Lý do để hủy bỏ, xác định việc trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 đối với đất quốc phòng là chưa đúng với thẩm quyền theo quy định của pháp luật và về quy hoạch và đất đai. Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 52 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ban Kinh tế Ngân sách. Trên đây là tóm tắt kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách đối với 4 tờ trình thuộc lĩnh vực đầu tư công và đất đai. Kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Vừa rồi thì quý đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày 4 cái tờ trình dự thảo nghị quyết và Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã trình bày báo cáo kết quả thẩm tra đối với các cái tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, chủ tọa kỳ họp xin trân trọng kính mời biểu quyết để thông qua các cái dự thảo nghị quyết như sau. Thì kỳ họp sẽ nghe thư ký kỳ họp trình bày một lần đối với dự thảo các cái nghị quyết. Sau đó thì chủ tọa kỳ họp sẽ xin ý kiến biểu quyết một lần đối với dự thảo các cái nghị quyết, là 4 cái nghị quyết bằng cái hình thức là giơ tay. Xin cảm ơn quý đại biểu. Chủ tọa xin phép được mời thư ký kỳ họp lên trình bày các cái dự thảo nghị quyết. Nghị quyết thứ nhất, nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 kỳ họp thứ 9, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, căn cứ luật đầu tư công năm 2019, các tờ trình số 90 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 56 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, quyết nghị điều 1,
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 tại nghị quyết số 69 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng dân tỉnh. 1. Điều chỉnh phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau. Điều chỉnh 3 dự án tại mục 5 sang mục 4 gồm: 1. Dự án thải đội dân quân thường trực. 2. Dự án công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. 3. Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải. Điều chỉnh 2 dự án tại mục 6 sang mục 5 gồm: dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray, đoạn gắn kết nối với đường tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến. 2. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuân Mộc. 2. Bố trí thêm vốn kế hoạch năm 2024 cho hai dự án để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng như sau. 1. Dự án nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến. Số vốn bố trí thêm bằng số vốn đã dự kiến bố trí thêm của dự án tại phụ lục 6 ban hành kèm theo nghị quyết 69 là 115 tỷ đồng. Tổng số kế hoạch vốn năm 2024 của dự án sau khi bố trí thêm là 120 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, huyện Xuân Mộc. Số vốn bố trí thêm bằng số vốn đã dự kiến bố trí thêm của dự án tại phụ lục 6 ban hành kèm theo nghị quyết 69 là 115 tỷ đồng. Tổng số vốn kế hoạch năm 2024 của dự án sau khi bố trí thêm là 120 tỷ đồng. Về tổ chức thực hiện, giao Ủy ban tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và khẩn trương rà soát tiến độ triển khai hoàn thành hồ sơ đối với 4 dự án còn lại dự kiến bố trí thêm vốn trong năm 2024 để sớm trình Hội đồng dân tỉnh xem xét phân bổ số vốn dự kiến còn lại trong năm 2024 là 2.294 tỷ đồng. Nghị quyết thứ hai, nghị quyết về thông qua danh mục điều chỉnh bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xét tờ trình số 92 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 54 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp quyết nghị. Điều 1, điều chỉnh phụ lục danh mục các công trình dự án có thu hồi đất bổ sung để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kèm theo nghị quyết 07 ngày 29 tháng 2 năm 2024 của Hội đồng dân tỉnh. Điều chỉnh diện tích đối với hai dự án đăng ký mới tại địa bàn huyện Xuân Mộc và huyện Đất Đỏ tại phụ lục danh mục các công trình dự án có thu hồi đất bổ sung để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kèm theo nghị quyết 07 như sau. Huyện Xuân Mộc điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu sông Ray đến khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy Nguyễn Xuân Mộc tại số thứ tự 1 tiểu mục B3 phần B của phụ lục kèm theo nghị quyết 07 đối với diện tích rừng đặc dụng từ 26,21 ha thành 16,64 ha và diện tích đất nông nghiệp còn lại từ 3,1 ha thành 12,67 ha. Nguyễn Xuân Mộc điều chỉnh tổng diện tích từ 58,67 ha thành 58 ha và thực hiện và diện tích thực hiện thu hồi năm 2024 từ 58,67 ha thành 58 ha của dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ bản ngã ba Long Phù đến cầu sông Ray đoạn kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến qua huyện Đất Đỏ tại số thứ tự 1 tiểu mục 5 phần B của phụ lục kèm theo nghị quyết số 07 chỉ chỉnh tại phụ lục 1 đến kèm. Điều 2, thông qua danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như sau. Tổng diện tích thu hồi bổ sung trong năm 2024 là 9,76 ha để thực hiện dự án đường Long Sơn Cái Mép. Trong đó diện tích thu hồi đất trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là 7,46 ha, diện tích thu hồi trên địa bàn Phú Vũng Tàu là 2,3 ha, chi tiết tại phụ lục số 2 đến kèm. Nghị quyết thứ 3, nghị quyết về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xét tờ trình số 91 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 55 ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Ban Kinh tế sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp quyết nghị thông qua bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cụ thể như sau. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2024 là 43,87 ha để thực hiện 3 dự án gồm
4 đoạn đi qua 4 địa bàn, đơn vị hành chính cấp huyện, chi tiết tại phụ lục đính kèm. Nghị quyết thứ tư, nghị quyết về hủy bỏ nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá sử dụng đất đối với diện tích 280.000 m² đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuân Mộc, theo tờ trình số 83 ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 52 ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp quyết nghị điều 1 hủy bỏ nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 280.000 m² đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuân Mộc về tổ chức thực hiện. Giao Ủy ban tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này, tiếp tục rà soát hậu quả pháp lý và trách nhiệm khắc phục toàn bộ các vấn đề tồn tại phát sinh liên quan đến việc cập nhật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất 280.000 m² đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuân Mộc nếu có. Kính thưa quý đại biểu, thư ký kỳ họp vừa thông qua 4 dự thảo nghị quyết trình bày kỳ họp. Chúng ta đã nghe thư ký kỳ họp trình bày 4 cái dự thảo nghị quyết. Tiếp theo là phần biểu quyết. Thì có đại biểu nào bổ sung hay thay đổi cái nội dung của 4 nghị quyết này không ạ? Thì là không có đại biểu nào có ý kiến. Xin phép quý đại biểu nào thống nhất với nội dung của 4 dự thảo nghị quyết mà thư ký kỳ họp vừa trình bày ạ? Như vậy là tất cả quý đại biểu tham dự kỳ họp thống nhất với dự thảo 4 cái nghị quyết nêu trên. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh phát biểu chỉ đạo và bế mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể quý vị khách mời, kính thưa bà con cô bác cử tri của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo chương trình của chúng ta là đã hoàn thành toàn bộ cái nội dung theo chương trình đề ra. Đó là Hội đồng nhân dân tỉnh chúng ta nghe báo cáo trình bày và thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua 4 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh với cái tỷ lệ tán thành rất là cao. Đó là 100% đại biểu có mặt tại hội nghị. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và 3 dự án có thu đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng lần này đã đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thực hiện toàn bộ các dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Vũng Tàu Bình Thuận, tức là tỉnh lộ 994. Đây là tuyến đường giao thông kết nối trọng điểm, hình thành trục động lực du lịch, đô thị, dịch vụ của tỉnh theo quy hoạch của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư cần quan tâm thúc đẩy triển khai thực hiện, phấn đấu đưa vào khai thác toàn tuyến tỉnh lộ 994 trong quý 1 năm 2026. Báo cáo các đồng chí, với những cái dự án lớn và những dự án trước giờ chúng ta làm thì qua thời gian chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta nỗ lực và chúng ta thay đổi cái cách thức tiến hành thủ tục cũng như giải phóng mặt bằng và chọn lựa nhà đầu tư tốt thì chúng ta đáp ứng được yêu cầu là đồng vốn đầu tư công bỏ ra trong một thời gian ngắn khả thi thì chúng ta đã đưa vào sử dụng. Và việc đó nó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất kinh doanh cũng như doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chúng ta sẽ không để những dự án kéo dài dẫn đến đội vốn, dẫn đến là gây ách tắc trong cái việc tạo ra các cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và việc này chúng ta đã làm được. Chính vì vậy, có những nội dung hôm nay dành thời gian chúng tôi nói thêm. Theo quy định thì dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, những cái dự án mà thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và được giao chúng ta ủy quyền đầu tư thì nếu chúng ta căn cứ theo quy định pháp luật
thì có quy định về việc tối đa nhưng không quy định về việc tối thiểu trong thời gian thi công và đưa dự án vào khai thác. Rút kinh nghiệm trong thời gian vừa rồi thì như vậy chúng ta luôn luôn hay chọn phương án là đưa thời gian tối đa, nhưng chúng ta không chọn phương án là để đảm bảo thực thi và đưa cái đồng vốn đầu tư công này vào để khai thác một cách sớm nhất ấy, thì chúng ta phải chọn phương án làm sao tạo ra những cái điều kiện tiêu chuẩn ràng buộc trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, trong vấn đề các điều khoản ký kết hợp đồng. Và thứ hai rất cơ bản đó là vấn đề tiến độ giải phóng mặt bằng. Nên lần này chúng tôi đề nghị là nghị quyết cũng đưa vô là chúng ta phải cố gắng đưa vào quý 1 năm 2006 là toàn tuyến tỉnh lộ 994 phải đưa vào khai thác. Ngày nay các nhà thầu thi công và công tác giải phóng bằng khác với trước. Chỉ có cái là nhận thức, suy nghĩ chúng ta có thay đổi hay không, chứ không phải chúng ta không có những cái điều kiện khả thi để chúng ta làm nhanh hơn. Bởi vì chúng ta có những dự án chỉ 2 cây số, 3 cây số, chúng ta đưa vào hợp đồng thi công với nhà thầu 3 năm mà không có những cái vấn đề là nền đất yếu, mà cũng không có cầu cống gì cả. Nên cái việc cái tư duy này tôi đề nghị là hôm nay họp hội đồng nhân dân, các cơ quan có mặt ở đây, tôi đề nghị chúng ta phải thay đổi triệt để cái tư duy này. Và bằng chứng trong thời gian vừa rồi, Ủy ban dân tỉnh đã quyết liệt vào cuộc và chúng ta đã thực hiện thành công nhiều dự án như vậy. Nên hôm nay thông qua hội đồng, chúng tôi mong muốn chúng ta cùng nhất trí và chúng ta quyết tâm để làm sao cái đồng vốn ngân sách bỏ ra, dù của tư nhân, của xã hội, của người dân hay của ngân sách của tỉnh, của trung ương, thì đều hướng đến cái việc làm sao cái dự án chúng ta tránh kéo dài, lãng phí và làm sao đồng vốn bỏ ra sớm đưa vào để tạo ra những tác động tích cực cho nền kinh tế và cho chung của chúng ta. Thực hiện thắng lợi các cái đột phá về xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối theo nghị quyết đại hội tỉnh lần thứ 7. Chúng ta hiện nay cũng chỉ còn báo cáo các đồng chí là còn có 1.5 năm nữa là kết thúc cái nhiệm kỳ đại hội chúng ta. Vừa rồi ban chỉ đạo 46 của tỉnh ủy là triển khai thực hiện nghị quyết của tỉnh thì cũng rà soát toàn bộ các dự án trọng điểm về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng. Và trên cơ sở đó chúng tôi cũng loại trừ một số cái dự án nó không còn tính khả thi, không đủ điều kiện để chúng ta triển khai nhiệm kỳ này và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền để chúng ta đưa ra. Như vậy song song với việc kiểm soát chặt chẽ về tổng thể thì chúng ta cũng cần chi tiết hóa để chúng ta đảm bảo cho các cái chương trình kế hoạch và thậm chí đồng vốn của chúng ta bỏ ra cho các dự án dù nói trọng điểm nhưng phải tính đến cái hiệu quả, giá trị và chúng ta không dàn trải để làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả sử dụng đồng vốn. Bên cạnh đó, kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này cũng thông qua việc điều chỉnh dự án công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu từ danh mục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng lên danh mục dự án khởi công mới. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là địa điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách gần xa đến thăm viếng. Do đó đề nghị Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân huyện Đất Đỏ, các sở ngành liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, tức là 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Theo như chương trình thì dự án này khởi công vào tháng 7 và theo kế hoạch thì cái điều chỉnh này sẽ đưa vào kế hoạch trình Hội đồng Nhân dân phiên họp lần thứ 20 ngày 21 tháng 5 năm 2024. Nhưng xét thấy là các cái thủ tục hành chính đã đảm bảo thì Hội đồng Nhân dân sẵn sàng xếp cái phiên họp 19, tức là vào ngày hôm nay, là trước cái kế hoạch 1 tháng để dành thời gian đó
mà dành thời gian đó không phải cho thủ tục hành chính tiếp theo, mà dành thời gian đó để cho việc triển khai thi công để đảm bảo về chất lượng và không trễ so với tiến độ nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam. Vậy thì chúng tôi cũng quán triệt tinh thần và hôm nay cũng mong các cấp từ tỉnh xuống đây huyện và các cơ quan sở ban ngành và chủ đầu tư, chúng ta cần bám theo tiến độ và đồng thời chúng ta dành thời gian để việc thi công đảm bảo hai yếu tố, đó là chất lượng công trình và thứ hai nữa là tiến độ của công trình khi thực hiện. Đặc biệt lưu ý công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của địa phương khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân. Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết sau khi được ban hành để các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự phát huy hiệu quả đi vào cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Qua đánh giá nhìn chung bức tranh kinh tế của tỉnh trong quý 1 2024 có nhiều điểm sáng và tích cực. Các ngành kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực với nhiều chỉ tiêu có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cao hơn nghị quyết năm 2024. Nhưng có những cái chúng ta không kiểm soát được. Đó là chúng ta thấy tình hình thế giới đang biến động rất là mạnh mẽ và rất khó lường. Những điều như thế này sẽ có thể ảnh hưởng đến cái GRDP chúng ta, bởi GRDP chúng ta là nó phụ thuộc rất nhiều vào ngành hàng xuất khẩu. Do vậy tôi đề nghị không chủ quan mà chúng ta cần lường trước những tình huống xảy ra trong quý 2 và các quý tiếp theo của năm để chúng ta có những giải pháp lãnh đạo điều hành cho thực hiện đạt hiệu quả. Theo kết quả vừa được công bố trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024 về chỉ số xếp hạng cấp tỉnh năm 2023, thì chỉ số PABI, tức là chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công năm 2023 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành, tăng 25 bậc so với năm 2022. Chỉ số PAI Index, chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng thứ 5 trên 63 tỉnh thành, tăng 1 bậc so với 2022. Chỉ số CPAT, chỉ số hài lòng của người dân, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với 2022. Chúng ta còn một chỉ số quan trọng, nó là BCA. Chỉ số này của chúng ta năm 2022 đã nằm trong top 10 của cả nước và sẽ được công bố đánh giá về kết quả của 2023. Thì qua 3 năm, thì chính chúng ta đã làm thay đổi cái hình ảnh, cái năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của chúng ta và chúng ta làm thay đổi trong cảm nhận của nhân dân, trong nhà đầu tư, trong doanh nghiệp. Để rồi từ trung bình, trung bình yếu, bây giờ chúng ta vươn lên nằm trong top 10 của cả nước. Đây là một sự thay đổi, phải nói là chúng ta tạo ra cái sự tự tin và chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng ta có thể làm được tốt và tốt hơn như thế nữa. Mà chúng ta rất đồng bộ cả bốn chỉ số, từ yếu, trung bình yếu và trung bình, bây giờ chúng ta vượt lên cái nhóm đầu mà đi rất đồng bộ. Thế chúng tôi đánh giá đây là trước hết là nhận thức, sự quyết tâm, và thứ hai chúng ta cũng có thể khẳng định cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chúng ta, nếu chúng ta thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và tự tin thì chúng ta làm được. Và kết quả các chỉ số này không phải đến ngày tháng 3, tháng 4 công bố chúng ta mới biết, nhưng qua đó cái chỉ số niềm tin của nhân dân đối với hệ thống này đã thể hiện sự đồng hành, tin cậy hệ thống đảng, hệ thống chính quyền chúng ta trong việc như nghị quyết 05 đại hội chúng ta đưa ra, đó là tiếp tục chăm lo nâng cao sự thịnh vượng của nền kinh tế và nâng cao cái sự hạnh phúc của người dân. Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh mà có thu hút quý 1 năm 2024 trên 1,5 tỷ đô la FDI, trên 25.000 tỷ đồng Việt Nam. Nếu quy đổi hết ra tiền Việt thì chúng ta sắp xỉ 62.000 tỷ đồng Việt Nam. Đây là con số trong giai đoạn của quý 1. Con số cũng rất đáng quý và cái tăng trưởng của nó so với 2023 cũng là một sự tăng trưởng rất lớn. Kết quả sự đánh giá, sự quan tâm
và lựa chọn của nhà đầu tư mới và đồng thời nhà đầu tư đang hoạt động chúng ta tiếp tục đầu tư mở rộng trong Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta. Đấy là việc như vậy, chúng tôi cũng xin báo cáo để các đồng chí chúng ta có sự quan tâm và tự tin để chúng ta tiếp tục có các giải pháp để chúng ta làm cho năm 2024 này được tốt hơn nữa, được đánh giá bằng hoặc cao hơn nữa. Do vậy chúng tôi mong muốn và muốn chia sẻ đồng hành cái sự nỗ lực quyết tâm, và điều này cũng nói lên năng lực đội ngũ của chúng ta ở các cấp đủ khả năng để chúng ta làm tốt. Khác biệt là chúng ta nhận thức và chúng ta thay đổi nhận thức thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong đó chúng tôi xin nêu thêm một số trọng tâm chúng ta cần lưu ý qua cái phiên họp lần này của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đó là thứ nhất, tập trung triển khai các biện pháp hiệu quả khả thi nhất là trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm, số lĩnh vực khác mới chúng ta cũng cần quan tâm để kích cầu tiêu dùng, khuyến khích mua sắm. Đồng thời người đứng đầu lãnh đạo các đơn vị địa phương cần chủ động nghiên cứu có phương án để thu hút đầu tư xã hội, phát huy tối đa hiệu quả không gian phát triển mới hình thành từ các dự án hạ tầng giao thông kết nối, đầu tư từ nguồn ngân sách để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2024. Đó là khi các dự án đầu tư công của chúng ta có tính chất là vốn mồi cho nền kinh tế thì chúng ta cần có những dự án để tạo ra những không gian phát triển kinh tế mới để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng còn thấp so với kế hoạch cả năm đề ra như GDP từ dầu khí và khí đốt, tổng mức bán lẻ hàng hóa, tổng vốn đầu tư phát triển. Khẩn trương hoàn thành thủ tục để phân bổ hết 2.294 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 còn lại theo đúng kế hoạch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo Thường trực Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua trong tháng 4, để kịp thời làm các thủ tục triển khai giải ngân, đồng thời chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư các dự án chậm sang các dự án đủ điều kiện để tăng tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh, nâng cao kỷ luật kỷ cương phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác đầu tư công, đảm bảo thực hiện kế hoạch và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông kết nối, tăng cường quản lý thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể đối với các dự án giao đất cho thuê đất, tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch đấu giá đất năm 2024, có giải pháp tổ chức thanh lý tài sản công, trụ sở công không còn nhu cầu sử dụng để sớm khắc phục tình trạng lãng phí nhà đất công như thời gian qua gây bức xúc trong cử tri và trách nhiệm của cả hệ thống chúng ta. Cái thứ ba là khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát điều chỉnh các quy hoạch liên quan đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh, trong đó các địa phương khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo thẩm quyền để làm cơ sở xác định giá đất, bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án mà đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2024 và năm 2025. Để công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả thực chất, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần khẩn trương tổ chức lại công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thông tin và thúc đẩy thực hiện quy trình thủ tục đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phải thật sự cầu thị, chủ động phối hợp chặt chẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư
lớn, nhà đầu tư chiến lược có năng lực để xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện trong thu hút đầu tư và triển khai thực hiện đúng cam kết đối với từng dự án cụ thể. Đây là dịp rất tốt sau khi Thủ tướng phê duyệt và với những chỉ số về hành cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh thì chúng ta cần tận dụng cơ hội này để chúng ta thúc đẩy kêu gọi đầu tư và chúng ta thu hút cái vốn đầu tư vào cùng với vốn mồi đầu tư công của chúng ta đang thực hiện một cách gấp rút. Thứ tư, tại kỳ họp này chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là trong cái triển khai ngày 30 tháng 3 chúng ta đề cập cụ thể đến các nội dung Thủ tướng phê duyệt tại cái quy hoạch. Nhưng có một điểm chúng tôi rất quan tâm và đề nghị chúng ta chú ý, đó là quy hoạch tốt nhưng nếu chúng ta không có cái đội ngũ hệ thống quản trị công tốt thì chúng ta không theo kịp cái nhiệm vụ mà cấp trên giao và cũng không làm khả thi được cái quy hoạch tỉnh từ nay đến 30 và tầm nhìn đến 2050. Chính vì vậy, song song với đó thì cái việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị chúng ta nói chung, trong quản trị công nói riêng, và việc này cũng là điểm nhấn quan trọng trong cái đại hội lần thứ 8 vào cuối năm 2025 của chúng ta. Thì nhiệm kỳ nay chúng ta tập trung về kết cấu hạ tầng giao thông và chuyển đổi số, cải cách hành chính. Nhưng chúng ta cân đối lại với đặc điểm đặc thù của Bà Rịa Vũng Tàu thì việc bổ đảm nguồn nước cho sinh hoạt, cho sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tăng trưởng theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và biến đổi khí hậu. Do đó chúng ta sẽ tập trung một nguồn vốn đáng kể để đảm bảo cái việc tăng trữ lượng nước dự trữ và cung ứng đáp ứng cả hai yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng cái yêu cầu để chúng ta phòng ngừa cho việc biến đổi khí hậu làm cạn kiệt nguồn nước phục vụ cho dân sinh và cho sản xuất kinh doanh. Nên chúng tôi ngay từ bây giờ đặt vấn đề đó ra để bây giờ cho đến tháng 6 và đầu quý 3 chúng ta đang xây dựng cái kế hoạch vốn trung hạn cho 2026-31 thì chúng ta cần quan tâm đến nội dung này. Về chương thứ 5 là chúng ta tập trung hoàn thành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 2023-2025 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 6 theo đúng yêu cầu, hoàn thành các quy trình thủ tục để thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương mới trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7/2024 đúng lộ trình. Nội dung này thì có ban chỉ đạo, rồi có ban cán sự, ủy ban nhân tỉnh, có hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân theo quy định chúng ta sẽ triển khai và vừa rồi các anh chị làm rất tốt cái nội dung này. Và đến nay trình cho thường vụ cũng đã thông qua, vấn đề còn lại thì các bước tiếp theo chúng ta cần làm cho đảm bảo quy định pháp luật và tuyên truyền vận động nhân dân, cử tri trong những cái địa bàn mà có xác nhận cần thống nhất để chúng ta tạo cái sự đồng thuận và ủng hộ để sau khi sáp nhập thì trở thành một đơn vị hành chính vững mạnh chứ không phải để cho có những cái lăng tăng, những cái sự chia rẽ khi tiến hành sáp nhập. Nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của các ngành các cấp, phát huy vai trò người đứng đầu, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thực thi công vụ. Chúng ta tiếp tục thực hiện song song với mở rộng đầu tư, tăng vốn đầu tư, triển khai nhiều dự án. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải siết chặt kỷ luật kỷ cương và tăng cường công tác thanh kiểm tra để chúng ta phòng ngừa. Phòng ngừa là chính các anh chị ạ, chứ không phải chúng ta buông lỏng để đến khi xảy ra là chúng ta khắc phục, chúng ta thi hành kỷ luật, chúng ta xử lý hình sự. Nên tôi đề nghị là tập trung quan tâm công tác phòng ngừa, làm đúng ngay từ đầu, đó là vấn đề quan trọng nhất. Còn cấp ủy tổ chức chính quyền nào mà để không tập trung quan tâm công tác khắc phục phòng ngừa, kiểm tra giám sát, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên trong phòng chống tham nhũng thì cấp ủy người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Thứ sáu là tiếp tục phát triển văn hóa xã hội, tạo việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp,
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi và kết thúc năm học 2023-24, chuẩn bị tốt công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở gắn với làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp dạy nghề ngay từ bây giờ. Thứ bảy là tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cho nhân dân, hoàn thành xây dựng trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo, đảm bảo đúng tiến độ đề ra và thúc đẩy tiến độ thu hút đầu tư dự án bệnh viện đa khoa phường 11, thành phố Vũng Tàu và bệnh viện đa khoa tại thị xã Phú Mỹ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu số giường bệnh trên 1 vạn dân, quan tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Thứ 8 là đẩy mạnh các giải pháp khắc phục tàu thuyền của ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu vi phạm cái vùng biển nước ngoài. Đây là chương trình cũng rất lớn và khẩn trương và từ nay đến tháng 5. Thứ 9 là chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp chuyên đề vào ngày 21 tháng 5 2024 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các nội dung quan trọng mà đã được thông qua trong kế hoạch và tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của kỳ họp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo sự đồng thuận thống nhất cao của người dân trong thu hồi giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu và khách mời, bà con cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những hoạt động tích cực, hiệu quả của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã kịp thời tuyên truyền về kỳ họp và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cảm ơn cán bộ công chức, người lao động, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu giúp việc và chuẩn bị chu đáo các nội dung điều kiện để góp phần hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 của chúng ta. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 19. Quý vị vừa theo dõi nội dung trích tường thuật kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt.